bạn nha, theo dõi. Hiện giờ tại chợ Đồng Xuân ở Huế, trong một cái buổi chợ và có phần ca nhạc phát ra từ các loa phóng thanh và phần thông báo của phòng thông tin. Ơi Huế của ta, ta có Huế tự hào, coi chừng mất dẹp nha. Tới đó thì anh hồi hộp, tại vì nhiều khi hát nguyên cả bài thì nó vui hơn, mà em không, nhìn không anh sao, không sao, không sao, tim đập vui. Đây là mình thực lại, đây là mình thực lại nha, không, đây là mình thực lại cái chuyện mà nó vui lắm. Đây là mình thực lại cái chuyện sinh hoạt đang xảy ra ở một cái chợ Đồng Xuân ở Huế nha. Cái chuyện xảy ra chứ không phải là mình hát. Rồi con vang tiếng ca là cha mẹ kia mà vô duyên để con đi lạc này, tới phòng ban quản lý chợ mà nhận nghe. tiếp còn con nữa nàng lòng với Huế xin viết tròn bài ca gửi về tình ta là Huế thương yêu. Người ta nói là đó, Huế đẹp, Huế mơ, Huế lớn nữa là mất đẹp.